Xin chào tất cả các bạn. Chắc là mọi người cũng đã từng thấy những bức ảnh ghép nghệ thuật như thế này rất là nhiều lần trước đây rồi đúng không? Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để tạo ra bức ảnh như thế này bằng một app trên điện thoại, đó là app Snapseed. Chúng ta cùng vào làm nhé. Đây chính là app Snapseed, nó có biểu tượng chiếc lá màu xanh, các bạn có thể tải trên Safe Play hoặc là App Store đều được. Đầu tiên thì chúng ta sẽ mở Snapseed và thêm ảnh. Mình sẽ lấy ảnh gốc. Đây chính là ảnh gốc, nó hơi tối một xíu nên mình sẽ làm sáng hơn nhé. Các bạn vào phần công cụ, chọn mục chỉnh hình ảnh. Ở đây bạn sẽ tăng độ sáng lên một chút. Sau đó nhấp dấu tích để ra ngoài. Bây giờ thì chúng ta sẽ ghép con thuyền vào trên nền điện thoại. Các bạn vào phần công cụ và chọn mục phơi sáng kép. Sau đó bạn sẽ thêm ảnh con thuyền vào. Mình có để ảnh này ở dưới phần mô tả. Các bạn sẽ điều chỉnh phần ảnh ghép sao cho nó tràn hết màn hình điện thoại. Và cái phần đáy của con thuyền nó sẽ chạm vào góc của màn hình để tạo được cái cảm giác là con thuyền nó đang sắp vượt ra bên ngoài. Sau đó thì bạn vào phần độ mờ có hình giọt nước ở góc bên phải. Ở đây thì bạn sẽ tăng hết cỡ và nhấp dấu tích để ra ngoài. Tiếp theo thì bạn sẽ nhấp vào dấu mũi tên quay lại ở bên góc phải, chọn xem chỉnh sửa. Tại mục phơi sáng kép thì bạn chọn mục ở giữa. Bạn tăng độ phơi sáng lên 100 và sau đó tô vào vị trí của con thuyền. Sau đó thì bạn giảm về mức 0 để xóa đi những phần thừa. Các bạn có thể phóng to lên để cái nét tô của mình nó được rõ nét hơn. Các bạn lưu ý là ở phần đáy thuyền này thì các bạn nên thu nhỏ ảnh lại một chút, sau đó tô nhẹ ở phần xung quanh để giữ được hình ảnh là thuyền đang phản chiếu xuống dưới mặt kính. Sau đó thì các bạn tô tiếp các phần còn lại. Trong trường hợp tô nhầm thì các bạn điều chỉnh về 100 để tô và điều chỉnh về 0 để xóa. Cứ lặp lại như vậy cho đến khi nào hoàn thành thì thôi. Ok, mình đã xóa xong rồi, thì sau đó các bạn sẽ nhấp dấu tích để ra ngoài. Bởi vì ở ảnh gốc thì phần trên của điện thoại được làm mờ đi cho nên chúng ta cũng sẽ sửa phần ảnh ghép ở vị trí đó mờ đi để cho bức ảnh nó được hợp lý hơn. Các bạn sẽ vào phần công cụ và chọn mục làm mờ ống kính. Ở đây thì vòng tròn ở giữa là rõ nét, vòng tròn bên ngoài là mờ dần và vòng tròn thứ ba là mờ hẳn. Thì các bạn sẽ dùng tay để căn chỉnh sao cho phù hợp với nhu cầu của mình. Sau đó thì mình sẽ điều chỉnh một chút về cường độ mờ. Sau đó thì bạn nhấp dấu tích để ra ngoài.
Tiếp theo thì mình sẽ điều chỉnh một chút về ánh sáng cho bức ảnh. Mình sẽ vào phần công cụ và chọn mục chỉnh hình ảnh. Ở đây thì mình sẽ tăng độ môi trường lên một chút. Sau đó thì bạn nhấp dấu tích để ra ngoài. Cuối cùng thì mình sẽ thêm mây và nắng. Ở đây thì bạn sẽ có hai cách. Thứ nhất là sử dụng luôn công cụ phơi sáng kép của Snapseed mà mình đã giới thiệu từ trước. Các bạn lên tìm kiếm với từ khóa mây PNG hoặc là nắng PNG thì sẽ có rất là nhiều sự lựa chọn để cho bạn ghép vào. Ở cách thứ hai thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một app có tên là Lens Torsion. Các bạn có thể tải ở trên CS Play hoặc là App Store đều được. Mình sẽ lưu ảnh ở Snapseed và chuyển qua đây nhé. Mình sẽ thêm ảnh vào app. Ở trong này thì sẽ có rất là nhiều hiệu ứng để cho bạn lựa chọn, như là thêm nắng, thêm mây, thêm mưa hoặc là thêm tuyết. Đầu tiên thì mình sẽ thêm mây. Các bạn sẽ dùng tay di chuyển sao cho phù hợp. Sau đó thì bạn nhấp vào thêm layer để thêm ánh nắng vào. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong rồi. Thì mình sẽ lưu ảnh. Các bạn vào dấu mũi tên bên góc phải và chọn lưu ảnh. Bây giờ chúng ta cùng xem lại thành quả nhé. Cũng khá là dễ làm đúng không? Bạn có thể thực hành ngay và chia sẻ cho mọi người xung quanh. Nếu cảm thấy video này hữu ích, thì ủng hộ cho mình một like và một subscribe. Bạn hãy chia sẻ những đóng góp và cảm nhận của bạn ở dưới phần comment để mình hoàn thiện hơn trong những video lần sau. Cảm ơn bạn đã xem và chúc bạn một ngày tốt lành.